Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 351 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, sau khi tiêu diệt thân thể của Kiểu Nghi Hoàng Quân, Vạn Chú Thiên Trung cũng bay nhanh như tiêu chớp theo sát Kiểu Nghi Hoàng Quân, chuẩn bị tiêu diệt đạo quả. Mà ở phía bên kia, Khuê Dực Đạo Quân ngay mặt đối kháng với Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn của Giang Nam, con mắt thứ ba của hắn bắn ra thần quang diệt tuyệt. Đại đạo Đạo Quân thô to, cô động thành tia sáng mỏng manh bắn vào tay của Giang Nam, va chạm với Nguyên Thủy Đại La Thiên. Một kích kia lợi hại biết mấy, xuyên thủng Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam. Còn mắt thứ ba bắn ra thần quang, khuấy động gió mưa, làm cho Nguyên Thủy Đại La Thiên trong ấn của Giang Nam sụp đổ. Khuê Dực Đạo Quân mừng rỡ, nhưng lúc này một bàn tay khác của Giang Nam cũng chặt cổ gã. Đầu Khuê Dực Đạo Quân bay lên, còn mắt thứ ba bắn ra thần quang đâm thủng tay của Giang Nam, thế nhưng đầu gã bị hắn chặt xuống. Thần quang mất khống chế, xẹt qua chân trời, hư không bị thần quang nung nóng. Các tầng hư không bị xuyên qua. Trong phút chốc, thần quang của Khuê Dực Đạo Quân cắt 8 tầng hư không tiên giới. Khi thần quang đến màn trời tầng hư không thứ 9, đâm thủng một cái lỗ nhỏ. Đạo quân thần nhãn của Khuê Dực Đạo Quân có uy lực kinh thế hãi tục. Đáng tiếc ngay sau đó, đầu Khuê Dực Đạo Quân bị Giang Nam một chưởng chấn vỡ, cơ thể tan vỡ theo. Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn của Giang Nam chỉ là chiêu dụ Khuê Dực Đạo Quân thi triển đòn công kích mạnh nhất chống lại, bàn tay kia mới là sát chiêu thật sự lấy mạng của gã. Thân Khuê Dực Đạo Quân đã chết, thế nhưng đạo quả vẫn còn. Con mắt thứ ba bay nhanh đi vào vô nhân cấm khu. Lúc này Giang Nam nhích người di chuyển vào giữa Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân đang định phá tan đại trận bao phủ Huyền Châu. Nguyên Thủy Đại Đạo tuôn ra quanh thân Giang Nam, biến thành Nguyên Thủy Đại La Thiên to lớn bao la, nhốt hai người vào. Ầm 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 ầm, tiếng nổ vang lên điếc tai. Giang Nam điều khiển Nguyên Thủy Đại La Thiên xông phá đại trận Huyền Châu, đuổi theo thần nhãn của Khuê Dực Đạo Quân đang bay hướng vô nhân cấm khu. Đằng trước Khuê Dực Đạo Quân là Vạn Chú Thiên Trung đang đuổi theo báu vật đạo quân của Kiểu Nghi Hoàng Quân. Từ lúc Vạn Chú Thiên Trung oanh giết Kiểu Nghi Hoàng Quân đến lúc bàn tay Giang Nam chặt đầu Khuê Dực Đạo Quân, rồi hắn nhốt Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân lao ra khỏi Huyền Châu. Nói thì chậm, thế nhưng xảy ra trong chớp mắt, làm cho người ta không kịp nhìn. Một số tồn tại định ra tay cũng không kịp. Tĩnh Như Sử Nữ, núi cổ động như tia chớp sấm sét. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là đổ máu, là giết người. Đây chính là Giang Nam, đây là uy nhiếp thần linh duy nhất trên đời bảo vệ tiên đạo. Báu vật đạo quân của Kiểu Nghi Hoàng Quân, thần nhãn của Khuê Dực Đạo Quân chạy nhanh. Vạn Chú Thiên Trung, Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam dí sát. Trong Đại La Thiên, Giang Nam đánh với Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân. Giang Nam muốn giết hai đạo quân trên đường vào vô nhân cấm khu, một hơi tiêu diệt đạo quả của bốn đạo quân này. Nguyên Thủy Đại La Thiên đã bay vào vô nhân cấm khu, đột nhiên máu lan tràn, huyết vụ vô tận tuôn ra từ vô nhân cấm khu, xâm nhập vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Trong huyết vụ, quỷ khóc sói tru, các thi thể khổng lồ thấp thoáng vùng vẫy, kêu gào trong huyết vụ rất là kinh khủng. Huyết tổ sao? Rốt cuộc huyết tổ cũng xuất hiện rồi. Trong tiên giới, đám tồn tại cường đại muốn đuổi theo Giang Nam, ngăn cản hắn giết bốn đạo quân chuyển thế. Khi thấy cảnh tượng đó thì vội dừng bước lại, liền dùng mình. Thánh Ma Thiên Tôn mặt tái xanh quay người trở về Ma Môn Đại Giáo. Hai đạo quân chuyển thế là Vô Tà Thiên Hoang Đạo Quân cũng quay người đi về giáo môn của mình. Thần Mẫu Đạo Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, ai về nhà nấy. Trên tầng hư không thứ 7, đám người Thái Nhất Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân biểu tình trầm trọng nhìn khu vực huyết vụ tuôn ra. Huyết tổ gây ra các tai kiếp
trong mỗi một thời đại, cắn nuốt vô số mạng sống, nổi tiếng là hung thần. Là một đạo quân tiền sử truyền kỳ, huyết tổ không chuyển thế vào tiên giới mà ẩn núp trong này. Hơn 2000 năm qua, huyết tổ chưa từng ra mặt, bây giờ thấy Giang Nam tàn sát đạo quân tiền sử nên không nhịn được cũng lộ mặt ra. Huyết tổ đã là truyền thuyết, thần thoại trong vô nhân cấm khu, qua các đợt tịch diệt kiếp mà không chết, vẫn giữ mạng sống. Huyết tổ khác với các đạo quân đã chết trong vô nhân cấm khu, huyết tổ tạo ra các tai kiếp cắn nuốt sinh linh khác để kéo dài hơi tàn. Trong số đạo quân tiền sử, có nhiều người nghe truyền thuyết khủng bố của huyết tổ lớn lên, trưởng thành thành đạo quân. Đây là một tuyệt đại hung thần, là một hung đồ. Huyết tổ không chết, lẻn vào tiên giới, đương nhiên không vì phát triển tiên giới, mà muốn nhờ tiên đạo chữa trị vết thương đạo gặp trong tịch diệt kiếp. Tuyệt đại hung thần này ra tay đụng độ với Huyền Thiên giáo chủ, làm cho người ta vừa mong đợi lại vừa sợ hãi. Huyết vụ ngưng kết thành huyết vũ, mưa rơi tí tách vào nguyên thủy đại la thiên, thoáng chốc vô số sợi chỉ máu bỏ lên các kiến trúc chập trùng khí thế hùng dũng, bỏ lên thần điện cổ xưa. Sợi chỉ máu như con giun quấn quanh các thần tượng, quấn quanh những ngạo ảnh thần linh cổ thần biến ra từ đại đạo của Giang Nam. Không chỉ thế, con giun chỉ máu xâm nhiễm các dị tượng pháp bảo như tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên kim long giản, dị tượng ba tiên thiên linh bảo là nguyên trung, nguyên đỉnh, nguyên tháp cũng không buông tha. Giang Nam cảm giác mưa máu huyết vụ chỉ máu xâm nhập năng lượng trong nguyên thủy đại la thiên liên tục biến mất như bị mấy sợi chỉ nuốt đi vậy. Càng làm cho người ta sợ hãi là Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân bị những sợi chỉ đỏ quấn quanh, chúng nó bò lên người hai đạo quân chuyển thế, cắn nuốt lực lượng của bọn họ. Đạo quả đạo quân của Quỷ Nhung đạo quân, chân thân đạo quân của Lê Hoa Thánh Mẫu cũng không may mắn thoát khỏi. Chân thân đạo quân của Lê Hoa Thánh Mẫu cường đại biết mấy, đạo quả của Quỷ Nhung đạo quân mọc đầy tiền sử thánh dược kinh người biết mấy, nhưng những sợi chỉ đỏ bò lên người đạo quả của bọn họ hút đi lực lượng. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân chấn những sợi chỉ đỏ đứt từng khúc, thế nhưng lại có vô số sợi chỉ đỏ khác bao trùm lên như ức vạn con giun vậy. Lê Hoa Thánh Mẫu hét lên chói tai: "Huyết tổ!" Lê Hoa Thánh Mẫu run lên bần bật, lòng sợ hãi, cố gắng lao ra ngoài nguyên thủy đại la thiên. Lê Hoa Thánh Mẫu đã chuyển thế, thế nhưng chưa tu thành thiên quân, không mạnh như khi ở trong cấm khu. Nếu bị huyết tổ và nguyên thủy đại la thiên của Giang Nam giam cầm, thì Lê Hoa Thánh Mẫu sẽ bị hút khô. Quỷ Nhung đạo quân cũng gào rú, gầm giống, xông ra bên ngoài, rất sợ hung thần huyết tổ. Huyết tổ không muốn cứu bọn họ, mà muốn hút khô Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân. Hai đạo quân chuyển thế sẽ là chất dinh dưỡng, huyết tổ ăn tất cả của bọn họ. Giang Nam nét mặt sa sầm nói: "Muốn nuốt lực lượng của ta sao? Huyết tổ, ta muốn xem ngươi và ta ai có năng lực luyện hóa mạnh hơn nào. Đại La Thiên tịch diệt." Nguyên thủy Đại La Thiên đột nhiên rơi vào tịch diệt, như dấy lên các cuộc tịch diệt kiếp, các dị tượng tịch diệt hoành hành. Thoáng chốc, nguyên thủy Đại La Thiên tan biến thành ảo ảnh. Mưa máu chỉ đỏ trong Đại La Thiên bị Giang Nam luyện hóa thành nguyên thủy chi khí nhập vào người của hắn. Bên trong tiên giới, các tồn tại cổ xưa kinh hoàng, tuyệt đại hung thần huyết tổ biến thái biết mấy, dám hút bất cứ ai, không buông tha cả đạo quân tiền sử. Giang Nam định nuốt ngược lại lực lượng của huyết tổ sao? "Huyền Thiên tiểu quỷ, ngươi dám hút lực lượng của ta ư?" Trong huyết vụ vô biên, một con mắt màu xanh âm u dần hiện ra, to lớn không gì so sánh được, như vầng mặt trời màu xanh. Các con mắt xanh âm u mở ra, thoáng chốc trong huyết vụ tràn ngập các con mắt to cỡ mặt trời cùng nhìn hướng Giang Nam. Âm u làm cho người ta sợ hãi. Nguyên thủy Đại La Thiên tan vỡ, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân thoát khốn. Bọn họ có chân thân đạo quân, đạo quả đạo quân, không bị nguyên thủy Đại La Thiên ăn mòn. Tuy hai người bị thương khá nặng, thế nhưng chưa đến mức chí mạng. Hai đạo quân chuyển thế ngước nhìn cảnh tượng trong huyết vụ, dùng mình một cái vội bỏ chạy. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân không xa lạ gì cảnh tượng đó, lúc trong vô nhân cấm khu từng thấy ít nhất 10 lần. Đó là mắt của huyết tổ, những con mắt di chuyển không theo một quy luật nào. Mắt của huyết tổ như thể không ở trên mặt, hoặc nên nói con mắt tùy ý di chuyển trên mặt gã, rất kỳ dị, rất tà dị. Không ai từng thấy chân thân của huyết tổ,
tồn tại cổ xưa trong vô nhân cấm khu cũng chưa từng thấy, thế nhưng có nhiều tin đồn về chân thân của huyết tổ. Có tin đồn nói rằng huyết tổ là một con rơi máu, toàn thân là mắt. Huyết tổ có quá nhiều mắt, có cái mọc trên cánh thịt. Khi dương cánh thì huyết nhãn xuất hiện, cánh vỗ huyết nhãn di chuyển theo. Có người nói huyết tổ là rắn độc toàn thân đầy mắt, con mắt là vảy rắn, vảy khép mở, di chuyển, sinh ra ảo giác con mắt di chuyển theo. Nhưng những suy đoán này không có căn cứ gì, không giải thích được tại sao mắt của huyết tổ di chuyển không theo quy luật. Nhưng có thể thấy huyết tổ khủng bố biết mấy. Có thể nói huyết tổ là tồn tại tà ác, truyền kỳ nhất của vô nhân cấm khu, không ai sánh bằng. Đương nhiên không tính đến tịch diệt đạo nhân. Sớm có người dự đoán Giang Nam tàn sát đạo quân tiền sử sẽ bị tồn tại siêu cường đại ngăn cản. Có người đoán là đám người Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân ra tay. Có lẽ Vạn Vật Đạo Tổ cũng sẽ hành động. Có lẽ Hỗn Độn Thiên Quốc sẽ ngăn cản Giang Nam. Thế nhưng huyết tổ ra tay thì đa số người không muốn thấy chút nào. Huyết tổ sẽ không cứu người, chỉ biết ăn thịt. Huyết tổ ăn đủ loại người, sinh linh nào hắn cũng không chừa. Huyết tổ công kích Giang Nam chỉ vì muốn ăn hắn, Lê Hoa Thánh Mẫu và Quỷ Nhung Đạo Quân. Giang Nam không hề sợ hãi. Sau Đại La Thiên tịch diệt biến thành tịch diệt kiếp, vẫn chưa biến mất mà càng to lớn thêm. Tịch diệt kiếp tàn phá trong huyết vụ, cắn nuốt mảng lớn huyết vụ, luyện hóa. Mắt nhiều thì hù chết người hay sao? Giang Nam thú vị nhìn những con mắt xanh âm u, hắn lên tiếng nói: Huyết tổ đạo huynh, sao không hiện chân thân đi? Hay người xấu quá, không dám gặp người? Các con mắt khép mở, tràn ngập áp lực kinh người, nhìn Nguyên Thủy Đại La Thiên biến thành tịch diệt kiếp. Tịch diệt kiếp cắn nuốt huyết vụ, biến ra từ pháp lực đại đạo của huyết tổ. Huyết tổ toàn hút tinh khí, tinh huyết, pháp lực đại đạo của người khác. Đây là lần đầu tiên bị người luyện hóa pháp lực đại đạo của bản thân mình, trong lòng vừa kinh vừa giận. Một giọng nói âm trầm phát ra từ huyết vụ: Huyền Thiên Giáo Chủ, không tha được, không thể tha thứ được. Các con mắt xanh kéo giãn ra thành hai hàng, các con mắt cùng nhắm lại. Giang Nam không biết vị trí của huyết tổ nữa. Huyết vụ cực kỳ đậm đặc, ngăn cản bất cứ pháp lực thần thức ánh mắt tra xét. Pháp lực thần thức đều bị huyết vụ cắn nuốt biến thành hư ảo. Tim Giang Nam rất kế bịch, cất bước đi tới. Huyết vụ không biết sâu bao nhiêu, Giang Nam bước ra một bước là ức dặm. Thoáng chốc hắn đã đi ngàn bước, tốc độ siêu nhanh. Thế nhưng bốn phía vẫn là huyết vụ, không có đến tận cùng. Vô dụng, ngươi không đi ra ngoài được đâu. Giọng Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên mơ hồ, tiếng cười quá dị từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi có thể cắn nuốt huyết vụ của ta, làm ta tăng hứng thú với ngươi. Nếu có thể hút hết mọi thứ của ngươi thì không chừng tương lai ta cũng sẽ hút được vài đạo quân. Giang Nam dừng bước lại, cười nói: Huyết tổ, ngươi có mấy phần tu vi để ta cắn nuốt luyện hóa đây? Giang Nam bộc phát khí thế hoàn toàn, phạm vi tịch diệt kiếp bao phủ càng lúc càng lớn. Huyết vụ bị tịch diệt kiếp cắn nuốt biến thành nguyên khí bổ sung vào người của Giang Nam. Tu vi của Giang Nam cũng dần tăng trưởng. Sao, chưa chịu lộ mặt sao? Xem ra người xấu khủng khiếp à, dù bị ta luyện hóa hết đại đạo cũng không chịu lộ mặt. Giang Nam chưa nói xong, bỗng lòng giống hồi chuông cảnh báo. Khí thế bá đạo tuyệt luân từ sâu trong huyết vụ vọt đến, va chạm vào tịch diệt kiếp, đụng nát tịch diệt kiếp. Huyết tổ không cam lòng, lực lượng bị Giang Nam cắn nuốt, không kìm được nữa ra tay. Giang Nam trực giác nguy hiểm ngay bên cạnh mình, vụt ngoái đầu lại. Một cái mồm to tròn chính xuất hiện sau lưng của hắn. Cái mồm tròn xoe, hàm răng dựng ngược, sắc bén, trắng tinh, từng vòng chảy rộng khoang miệng, từ miệng kéo dài đến dạ dày và phần đuôi. Cái gì đấy? Đây là cái gì vậy? Da đầu Giang Nam tê dại, phất tay, tiếng chuông du dương vang lên, tiếng chuông phá tan huyết vụ đụng mạnh đến. Đinh! Tiếng chuông du dương vang lên, cái mồm to bị đụng nghiêng. Giang Nam thấy hết thân hình của huyết tổ, làn da đen nhánh sáng bóng, không có cổ, không có đầu, không có tóc, không có mũi tai, chỉ có cái mồm và thân hình thô to, có từng hàng con mắt dọc trên lưng. Uy lực vạn chú thiên trung kinh người biết mấy. Tiếng chuông cộng với cú va chạm,
bất cứ thiên quân nào nếu không có tiên thiên pháp bảo thì khó có thể chịu nổi. Huyết tổ chỉ lắc lư cái mồm, bình yên như không bị gì. Huyết tổ dù gì cũng là đạo quân tiền sử, chưa chuyển thế, trạng thái nửa chết nửa sống, cơ thể mạnh mẽ vô biên. Huyết tổ mạnh hơn đám đạo quân tiền sử như Lê Hoa Thánh Mẫu rất nhiều, pháp lực cực kỳ hùng hậu, hơn sang Giang Nam. Huyết tổ ngăn lại công kích vạn chú thiên trung dễ như trở bàn tay vậy. Đột nhiên thân hình thô to của huyết tổ biến mỏng, Giang Nam cảm giác không ổn. Vạn chú thiên trung bay trên đầu của Giang Nam, đại đạo ầm ầm chút xuống bảo vệ toàn thân hắn. Ngay sau đó, thân hình huyết tổ xuất hiện sau lưng Giang Nam. Thân hình thô to khủng khiếp lăn lông lốc đụng mạnh vào Giang Nam và vạn chú thiên trung, chấn động khí huyết Giang Nam cuộn trào, tiếng chuông ngân vang. Kỳ lạ là thân hình huyết tổ vẫn ở trước mặt Giang Nam, nhổng cao há to mồm. Thân hình huyết tổ vừa ở trước mặt vừa tấn công sau lưng Giang Nam. Giang Nam kinh hoàng thầm nghĩ: huyết tổ này là quái vật gì vậy? Chẳng lẽ đúng như tin đồn nói, huyết tổ là con rắn to hay sao? Thế nhưng đầu của huyết tổ đâu giống con rắn đâu. Huyết tổ không có đầu, chỉ có miệng, hình dạng không giống con rắn, càng không phải rơi dị chủng tiền sử. Đột nhiên khí thế kinh khủng bộc phát, đuôi huyết tổ hút chặt vạn chú thiên trung, hút vạn chú thiên trung rời khỏi đỉnh đầu của Giang Nam. Cái mồm to trước mặt Giang Nam thì táp hắn, định nuốt trọn hắn. Vạn chú thiên trung rung lắc, Giang Nam liều mạng chống cự. Huyết tổ siêu kỳ lạ, thủ đoạn công kích âm tà khó lường, buộc Giang Nam phải liều mạng. Nguyên thủy đại la thiên ấn. Giang Nam ấn vào cái mồm to, ngoái đầu lại, trông thấy cảnh tượng làm cho hắn hết hồn. Sau lưng Giang Nam lại một cái mồm khác hút vạn chú thiên trung, giống y như mồm huyết tổ trước mặt hắn. Cái mồm to hút vạn chú thiên trung cố gắng kéo tiên thiên pháp bảo vào người của huyết tổ. Mấy cái răng nhọn hoắt ghìm thân trung làm cho Giang Nam không thể triệu hồi vạn chú thiên trung được. Cái mồm to của huyết tổ trước mặt Giang Nam bỗng truyền ra sức hút mạnh mẽ, hư không sụp đổ. Nguyên thủy đã la thiên ấn bản thể Giang Nam bị kéo vào miệng của huyết tổ. Hai cái mồm huyết tổ cùng nuốt Giang Nam và tiên thiên pháp bảo vạn chú thiên trung. Biểu tình của Giang Nam trầm trọng, thân bất do kỷ bay hướng mồm huyết tổ. Quá cường đại, huyết tổ dù gì cũng là đạo quân, tuy chưa ở trạng thái đỉnh cao, bị tịch diệt kiếp tiêu hao hơn một nửa uy lực, thế nhưng Giang Nam không đánh lại nổi. Mắt thấy Giang Nam sắp bị kéo vào miệng huyết tổ, đột nhiên chán hắn tách ra, một nắm tay to lớn thò ra vỗ vào miệng huyết tổ. Vô số vòng răng nhọn của huyết tổ bị đấm gãy, bể ra thành bột. Cơ thể kỳ lạ của huyết tổ bị đánh thẳng tắp. Cái mồm to huyết tổ sau lưng Giang Nam bị đau không thể nuốt vạn chú thiên trung, vèo một tiếng rời xa hắn. Ngay sau đó, cái mồm huyết tổ há to, một quyền ấn lớn bay ra khỏi miệng, kèm theo nhiều mảnh răng gãy. Huyết tổ kinh kêu lên: là thân thể bất không sao? Huyết tổ từ trước mặt Giang Nam biến mất, huyết vụ đầy trời cũng mất đi. Trước mắt Giang Nam không còn là màu đỏ máu, mà là thiên địa xám xịt của vô nhân cấm khu. Những ngôi sao hoang phế bên trong không trung, các dãy núi dưới đất, sinh linh tiền sử kỳ lạ trong vô nhân cấm khu, cây cối, tất cả đã biến mất, chắc bị huyết vụ cắn nuốt. Một con đỉa sao? Nắm đấm chậm rãi rút về trán Giang Nam, biểu tình giật mình còn đọng lại trên mặt của hắn. Cuối cùng Giang Nam đã thấy chân thân huyết tổ, đó là một con đỉa to tiền sử, con đỉa dị chủng siêu khổng lồ, lưng mọc đầy mắt lạ, ánh sáng xanh âm u, các cặp mắt sinh trưởng. Khi đỉa to rụt người thì mắt sẽ tụ lại cùng một chỗ, xếp thành con mắt to do vô số con mắt nhỏ ghép lại. Con đỉa to duỗi người thì mắt trên lưng sẽ xếp thành hàng. Con đỉa to bơi trong không trung, người vặn vẹo thì mấy con mắt lạ sẽ di chuyển lên xuống theo thân hình hắn. Trong huyết vụ không thấy thân thể đỉa to sẽ cho rằng mắt lạ màu xanh di chuyển không theo quy luật. Cơ thể huyết tổ to cỡ nào đây? Một con mắt lạ bằng một mặt trời, có thể tưởng tượng cơ thể huyết tổ to như hỗn độn vậy. Con đỉa to tiền sử lớn như thế phải nuốt bao nhiêu sinh linh mới lấp đầy bụng huyết tổ đây? Giang Nam cũng lấy lại bình tĩnh, triệu hồi vạn chú thiên trung, nhìn cấm khu Quỷ Nhung đạo quân, Kiểu Nghi Hoàng Quân. Bỗng tim Giang Nam rung lên, một luồng huyết vụ từ cấm khu Kiểu Nghi Hoàng Quân bắn lên cao. Trong huyết vụ vang lên tiếng cười kỳ lạ, xông vào sâu trong cấm khu. Đến bên cấm khu của Khuê Dực đạo quân,
huyết vụ chui vào trong cấm khu. Cùng lúc đó, Khuê Dực đạo quân bay lên khỏi cấm khu, hốt hoảng chạy trốn. Huyết vụ bay ra Khuê Dực cấm khu, bên trong phát ra tiếng cười kỳ lạ của huyết tổ. Huyền Thiên giáo chủ, khi kiếp số của ngươi đến thì ta sẽ tìm ngươi. Huyết vụ chui xuống mặt đất, không còn dấu vết. Giang Nam nhíu mày, đạo quả của Kiều Nghi Hoàng Quân bị huyết tổ ăn. Mới vừa rồi, hắn nhờ cơ thể bất không đạo nhân tổn thương nặng huyết tổ, hoàn toàn không có hiệu quả. Chờ khi huyết tổ xuất hiện lần nữa sẽ càng mạnh hơn. Trong đạo quân tiền sứ không thiếu yêu ma quỷ quái, một con đỉa dị chủng tiền sứ mà tu thành đạo quân không chết trong tịch diệt kiếp sao? Giang Nam trầm ngâm, xoay người trở về Huyền Châu. Huyết tổ ra tay phá hỏng kế lớn của Giang Nam, khiến cho Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân, Khuê Dực đạo quân trốn thoát được. Kiều Nghi Hoàng Quân bị huyết tổ ăn mất. Hiện giờ Giang Nam tấn công đám Lê Hoa Thánh Mẫu sẽ rất khó khăn. Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà, thậm chí nhóm Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, mấy tay chủ Hỗn Độn Thiên Quốc sẽ không cho Giang Nam cơ hội giết đạo quân tiền sử khác nữa. Tiên giới đang loạn, thế cục không rõ ràng. Giang Nam là kẻ thù chung của các đại thế lực tiên giới, đây là điều mọi người cùng công nhận. Trước không nói Giang Nam là trụ cột vững chắc của Càn Nguyên Tiên Đế, chỉ nói năm đạo tổ dưới tay của hắn đã là cái đinh trong mắt mọi người. Cộng thêm quân đạo nhân, kế đô ma tổ, La Hầu La, Bỉ Ngạn Nương Nương đều được chí bảo tiên đạo. Nếu để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành, sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của các thế lực khác. Giang Nam quay về Huyền Châu, hắn tĩnh tâm lại. Giang Nam không tấn công nữa, trận chiến này đã có 3 đạo quân chuyển thế chết đi. Tương lai kiếp số đến, áp lực của Giang Nam sẽ giảm bớt chút ít, thế nhưng không đến hiệu quả như hắn dự tính. Càn Khôn lão tổ đặt ra kế sách cho Giang Nam là tiêu diệt hết đối thủ, giải quyết mấy cường giả có thể tấn công hắn khi nhân kiếp bùng nổ, không chừa một người. Thế thì nhân kiếp không tồn tại, chỉ có thiên kiếp, tiên giới nhằm vào Giang Nam, như vậy dễ dàng hơn nhiều, có cơ hội sống. Thế nhưng hiện tại xem ra đã không làm được. Giáo chủ, ta có một kế có lẽ sẽ giúp giáo chủ suy yếu uy lực của thiên kiếp vài phần. Càn Khôn lão tổ thở dài, sau đó mỉm cười nói: nếu kế này thành công sẽ giảm uy lực thiên kiếp xuống nhiều thì 4 phần, ít thì 7 phần. Lòng Giang Nam máy động, ngoái đầu nhìn Càn Khôn lão tổ hỏi: quân sư có kế gì? Càn Khôn lão tổ thì thầm, mặt Giang Nam liên tục thay đổi như gió mây tiên giới, lúc trong lúc rông. Càn Khôn lão tổ nói xong kế sách, Giang Nam trầm ngâm thật lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy vái dài. Giang Nam cảm thán rằng: Tiềm Long là thiên nhân, là yêu tà, may mắn ta bắt người đến tiên giới giúp đỡ ta. Nếu không trong kiếp số, ta giữ nhiều lành ít rồi. Bây giờ đã thấy tia sáng trong sương mù. Càn Khôn lão tổ vội trả lễ cười nói: nếu không có giáo chủ thì tài học suốt đời của ta không có đất dụng võ rồi, uổng cho ta có bản lĩnh đầy mình. Vì có giáo chủ cho ta cơ hội thi triển tài hoa, khát vọng của bản thân. Hai người đứng dậy nhìn nhau cười, cảm thán tướng tài gặp minh chủ. Đến đây thì cuộc chinh chiến sát phạt tầng hư không thứ 5 hoàn toàn hạ màn, tầng hư không thứ 6 cũng sắp mở ra. 9 tầng hư không tiên giới chậm rãi uẩn những năng lượng đánh mở tầng hư không thứ 6. Các đại giáo môn thế lực chú ý tình hình tầng hư không thứ 6. Từ lúc tầng hư không thứ nhất mở ra đến tầng hư không thứ 5 mở, đẳng cấp giáo chủ đã tham gia cuộc chiến cơ duyên, 3 đạo quân chuyển thế lần lượt chết đi. Cự Linh đạo quân bị lão quái vật vô nhân cấm khu bắt đi. Hậu Tôn đạo quân thuộc về Khổ Hạnh Thiên Tôn, có thể nói là gió mây vần vũ. Thế nhưng Hậu Tôn đại giáo và Sa Môn đại giáo hợp nhất khiến người nhận ra chỉ dựa vào lực lượng một giáo thì mình khó đứng vững trong tiên giới, cần liên hợp với nhiều lực lượng hơn mới giành được nhiều lợi lộc. Tuy nhiên, thiên quân hay đạo quân chuyển thế đều là người dã tâm ngút trời, tài hoa hoành hành, sao chịu cam lòng mình thành thuộc hạ của người khác đây? Chỉ có chiến và máu, có người thua mới chịu quy thuận người khác. Dông tố đang tụ tập, tương lai chiến đấu và chinh phạt sẽ thảm khốc hơn rất nhiều. Tầng hư không thứ 9 của tiên giới toát ra uy nhiếp khủng bố, càng ngày càng đậm đặc, như có đạo quân thời kỳ đỉnh cao tọa trấn tầng hư không thứ 9 này vậy. Khủng bố, áp lực làm các sinh linh tiên giới
cảm giác trái tim đè chặt một tảng đá lớn. Đây là tầng hư không thứ 9, điều động lực lượng đại đạo tiên giới, chuẩn bị mở ra tầng hư không thứ 6. Mở tầng hư không thứ 6 cần uẩn nhưỡng lâu hơn hư không khác mấy năm. Nói lên, báu vật trong tầng hư không thứ 6 mạnh hơn báu vật trong 5 tầng hư không trước. Ngày mở ra càng gần, các giáo chủ tiên giới, tay chùm hỗn độn thiên quốc bàn tán xôn xao, thảo luận báu vật trong tầng hư không thứ 6 là cái gì. Tầng hư không thứ 5 ra 8 chí bảo tiên đạo, trong đó là thiên khánh vân, không cánh mà bay. Vậy trong tầng hư không thứ 6 chắc có 2 chí bảo tiên đạo. Hai cái món này nằm trong 10 chí bảo tiên đạo, là hai món mạnh nhất rồi. Hey, tầng hư không thứ 6 sắp mở ra, thế nhưng ta chỉ thấy một món trong đó thôi, là 12 đại lục kép lại thành vòng tròn. Còn thứ khác là cái gì thì từ lúc tiên giới sáng tạo đến nay chưa từng lộ diện. Báu vật này chắc là cột chống trời, chống đỡ tiên giới rồi. Khi đế và tôn bất không sáng tạo ra tiên giới, dùng nó cắm ở trung ương tiên châu, chống đỡ các tầng hư không tiên giới ta, đóng đinh trên đỉnh tầng hư không thứ 9. Bây giờ báu vật này biến mất đi, hay bị đế và tôn bất không giấu mất, chúng ta cũng không thể thấy được. Mặc kệ như thế nào, khi tầng hư không thứ 6 mở ra, chắc chắn báu vật này sẽ hiện thế. Trong 10 chí bảo tiên đạo, báu vật có uy lực mạnh nhất, đứng đầu chí bảo chính là nó rồi. Ai có được báu vật kia là có thể lấn lướt 9 chí bảo tiên đạo khác rồi, tranh hùng thiên hạ. Cái tên huyền thiên giáo chủ kia chắc cũng thèm thuồng báu vật này. Sau khi tầng hư không thứ 6 mở ra, kiếp số của hắn cũng sắp đến. Bây giờ huyền thiên giáo chủ chưa có chí bảo tiên đạo nào, chắc sẽ ra tay tranh giành thôi. Cứ chờ xem huyền thiên giáo chủ bài bố thế nào để đề phòng đây. Chúng ta sẽ không cho hắn thành công. Không biết bao nhiêu tồn tại đang âm thầm quan sát huyền thiên tiên vực, huyền châu, tìm kiếm vị trí của Giang Nam. Làm cho bọn họ ngạc nhiên là mấy hôm nay Giang Nam không hề căng thẳng, không sắp xếp gì. Các đại quân huyền châu luyện binh, rèn pháp bảo, năm đạo tổ truyền giáo, khai đàn giảng pháp, biện chứng. Có rất nhiều tiên vương, tiên quân hoặc tọa quan trong núi tiên, tiên vực hoặc đi thăm bằng hữu. Giang Nam ở trong huyền thiên tiên vực, cầm sách đọc ngấu nghiến, không lo công việc trong huyền châu, suốt ngày chỉ đọc sách. Thánh Ma Thiên Tôn thấy vậy, lòng nổi lên nghi ngờ. Huyền thiên giáo chủ định khảo trạng nguyên trần gian hay sao? Thánh Ma Thiên Tôn nhỏ giọng nói. Không lẽ huyền thiên đã chạy đường lui cho mình, có thể giữ thần hồn trong kiếp số, chuyển thế đến hạ giới, thi cử nhân trạng nguyên nữa? Mấy thiên quân, đạo quân chuyển thế khác cũng đầy thắc mắc. Giang Nam đọc sách, ngẫu nhiên tu luyện một đoạn thời gian, tiếp theo lại gặm sách. Thần mẫu đạo quân cười khúc khích nói. Đại kiếp nạn trước mắt còn bình yên thản nhiên như vậy, huyền thiên muốn hưởng thụ mấy ngày cuối cùng đây mà. Giang Nam ung dung mỗi ngày đọc vô cực đạo thư. Hắn trở về từ đạo quân điện liền chinh chiến chém giết, không có thời gian bình tĩnh tinh thần. Bình yên ngắn ngủi này giúp cho Giang Nam có rảnh tham ngộ kỹ ảo diệu đạo pháp của vô cực thiên tôn. Giang Nam phải kinh thán vô cực thiên tôn pháp thân đạo quả hợp nhất bỏ xa hắn. Giang Nam cũng đi đường pháp thân đạo quả hợp nhất lại. Mặt ngoài hai người đi chung một đường, thế nhưng lý niệm hoàn toàn khác nhau. Vô cực thiên tôn đi con đường là khống chế nhân quả, Giang Nam thì là không sợ hãi nhân quả, muôn vạn nhân quả gia cố thân ta. Điều này khiến càng về sau con đường của hai người càng cách xa nhau. Giang Nam đi đường thần, dũng mãnh tiến tới, đạp sóng mà đi, có chướng ngại thì ta chặt bỏ. Mà đường vô cực thiên tôn đi là nắm giữ nhân quả, khống chế nhân quả trong một thời đại, khuấy động nhân quả là có thể giết người, diệt thế. Vô cực thiên tôn đã đi đến cuối con đường này, muốn tiến lên thăm dò tiếp, thế nhưng trước mặt đã là mù mịt mênh mông. Vô cực thiên tôn nhờ vào đế tôn và bất không khai thiên thất bại, nhân quả chuyển thế thành trẻ sơ sinh khổng lồ. Trong lòng vô cực thiên tôn muốn nương nhờ thời đại huy hoàng của tiên giới, khó chi rẽ nhân quả thác loạn để mình bước ra khỏi sương mù, đi đến cuối cùng. Thế nhưng vô cực đạo thư dẫn dắt Giang Nam nhiều điều, trong sách bao gồm các lĩnh ngộ thâm ảo, huyền diệu rất khó tưởng tượng về pháp, thân, đạo, quả khi hợp nhất. Nếu để Giang Nam chậm rãi lần mò sẽ mất thời gian rất dài để lĩnh ngộ. Có vô cực đạo thư giúp hắn giảm bớt thời gian rất nhiều.
Giang Nam như khao khát tham ngộ vô cực đạo thư, mỗi giây mỗi phút đều mới mẻ. Có một số điều thâm ảo, Giang Nam cần bế quan mới tham ngộ thấu suốt được. Đạo thư của vô cực thiên tôn chứa toàn diện, có cảm ngộ đại đạo của các thời đại. Mỗi lần Giang Nam dừng lại tham chiếu những đạo thư thời đại, hắn xem trong thư các đạo quân điện, thu hoạch ích lợi khá nhiều, cảm ngộ mấy thời đại kia cũng càng sâu sắc hơn. Quyển đạo thư này có dấu vết đại đạo của thời đại trước 17 thời đại. Trước 17 thời đại còn kỷ nguyên khác nữa, thế nhưng vô cực đạo thư không nói rõ là mấy kỷ nguyên nào. Vô cực thiên tôn có nhắc đến một kỷ nguyên. Sách nói kỷ nguyên đó vô cùng huy hoàng, thịnh thế, xuất hiện nhiều kỳ tài nghịch thiên. Vô cực thiên tôn không ghi nhiều về kỷ nguyên kia, trong đạo thư chỉ ít ỏi có vài câu. Kỷ nguyên cực kỳ cổ xưa, lần đầu tiên xuất hiện sinh mệnh, là khởi nguồn của các thời đại nên được gọi là thời đại nguyên đạo. Đạo quân điện xây dựng vào thời đại nguyên đạo, vô cực thiên tôn không phải nhân vật thời đại đó, không phải người sáng lập đạo quân điện. Sau thời đại nguyên đạo, trước 17 thời đại, vô cực thiên tôn là đạo quân của kỷ nguyên nào đó. Sau này, vô cực thiên tôn tham gia đạo quân điện, trở thành một trong ba điện chủ. Tịch diệt đạo nhân cũng có cùng lai lịch. Mỗi mình nguyên mẫu điện chủ là đạo quân thời đại nguyên đạo, thế nhưng không phải người sáng lập đạo quân điện. Nghe đồn rằng, những đạo quân sáng lập đạo quân điện không vượt qua được năm tháng dài dằng dặc, trên đường đi tìm tận cùng đại đạo đã tọa hóa. Thật sự có bảo vật tiên thiên chí bảo hay sao? Tim Giang Nam đập nhanh, vội dở sách ra xem. Trong sách thông tin liên quan đến đạo quân điện, thời đại nguyên đạo đến đây là ngừng. Vô cực thiên tôn tiếp tục trình bày cảm ngộ về đại đạo. Giang Nam giờ khóc giờ cười. Tổ cha cái tiền vô cực, đổ thừa nước đục thả câu. Giang Nam biết chút ít về tiên thiên chí bảo. Nghe đồn rằng đế và tôn mỗi người có một tiên thiên chí bảo, uy lực hơn xa ba tiên thiên linh bảo là nguyên đỉnh, nguyên tháp và nguyên trung. Thế nhưng đây cũng chỉ là tiên đồn. Đám người cản nguyên tiên đế, Huyền Đô Thiên Quân cũng chưa từng gặp. Vô cực thiên tôn nói tiên thiên chí bảo là có thật. Thế nhưng cái tên này viết tới đây thì không chịu viết tiếp nữa, làm cho Giang Nam rất muốn túm cổ gã, đánh tơi bời, ép phun hết những gì đã biết ra. Cuối cùng, ngày tầng hư không thứ 6 mở ra cũng đã đến. Thiên quang vô biên từ tầng hư không thứ 9 đè xuống, lực lượng này tương đương với đạo quân thời kỳ đỉnh cao, khủng bố biết mấy. Trong tầng hư không thứ 9, thiên quang tuôn ra, không ai có can đảm tiến vào tầng hư không thứ 6. Trước mắt người mạnh nhất tiên giới chính là thiên quân, dù thiên quân lấy ra tiên thiên pháp bảo cũng khó có thể đối kháng với lực lượng phun ra từ tầng hư không thứ 9, dễ dàng bị đè thành bột phấn. Nên dù có được chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo thì các cường giả không dám đi vào trước khi tầng hư không thứ 6 bị tiên quang mở ra. Trong tầng hư không thứ 6, các đại lục hiện ra, 12 đại lục va chạm, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, từ từ ghép lại thành vòng tròn lớn. Nhiều người sớm dự đoán được cảnh này, thế nhưng thấy 12 đại lục hợp nhất lại vẫn rất rung động. Một tiếng giống trầm đục giận người vang lên. Wow! Thanh âm chấn động thiên địa, mọi người giật nảy mình. Hư không rung rinh, một hỗn độn cự thú đi ra từ tầng hư không thứ 6, là một con hỗn độn bá hạ, tứ chi thô to, cỡ thiên hoang đạo quân. Dường như hỗn độn cự thú sống trong tầng hư không thứ 6, mọi người chưa từng gặp nó. Giang Nam khẽ kêu lên. Hư không cự thú sao? Giang Nam từng thấy cự thú như thế. Trước khi lần đầu tiên Giang Nam đi vào vùng đất nguyên thủy, hắn gặp một hư không mãng xà trong tầng hư không thứ 6, đánh nhau với nó rất vất vả mới giết chết được nó. Thực lực hư không mãng xà đó không quá mạnh, chỉ cỡ đẳng cấp tiên vương. Còn hỗn độn bá hạ này là tiên quân, thực lực hai hỗn độn cự thú cách xa nhau gấp mấy chục lần. Lại có một tiếng thú giống vang lên, một hỗn độn cự thú nữa chui ra từ tầng hư không thứ 6. Lần này là tiên thú ngạ hổ, ba đầu sáu cánh, tu vi tiên quân. Tiếp theo lại có các tiếng gầm điếc tai, có phượng hoàng hót, rắn rít, cá nhảy, vô số rồng rắn mãng xà, thần thụ, lục trúc, thao thiết, quy long, thải phượng. Các hỗn độn cự thú, tiên thú, thần dị, thực vật kỳ lạ tuôn ra từ trong không trung, quay quanh vòng tròn 12 đại lục. Mấy chục vạn hư không cự thú, mỗi một con chủng tộc khác nhau,
chứa đại đạo khác biệt, rất mạnh. Có một số cự thú ngang ngửa thiên quân, tương đương đại viên mãn tiên quân. Chúng nó thoải mái trong áp lực tầng hư không thứ 6. Tiên quang tầng hư không thứ 9 bắn tới, mấy hư không cự thú nhanh chóng thu nhỏ. Một con hư không cự thú bị tiên quang đánh vào vòng tròn. Hư không cự thú in dấu trên vòng tròn, sống động như thật, hóa thành hoa văn đại đạo. Càng nhiều hư không cự thú lần lượt in trên vòng tròn. Vòng tròn là 12 đại lục kép vào nhau, có sông núi, hồ nước, biển cả, bình nguyên, cương vực vô cùng to lớn. Dấu ấn cự thú in trên vòng tròn không chật chội chút nào. Những hư không cự thú không phải sinh linh thật mà là do đại đạo biến ra. Quần hùng chú ý cảnh tượng này, tinh thần rung động, nhìn ra được manh mối. Nhiều hư không cự thú thế nhưng không phải cự thú thật, đó là đại đạo biến ra hình dạng cự thú. Chúng nó không phải sinh linh mà là hình dạng đại đạo. Cự thú khổng lồ, khủng bố như thế, có thể tưởng tượng đại đạo hình thành cự thú cao đẳng, tinh thuần cỡ nào. Quan trọng là nhiều hư không cự thú luyện nhập vòng tròn 12 đại lục thì uy lực vòng tròn là kinh khủng biết mấy. Chí bảo tiên đạo thứ 9, bàn cổ thập nhị thiên luân chưa hoàn thành đã làm cho người ta rung động. Uy lực của bàn cổ thập nhị thiên luân có lẽ mạnh hơn cả La Thiên Khánh Vân. Chí bảo tiên đạo thứ 7 mạnh hơn 5 chấn đạo đỉnh một bậc. Thế nhưng chí đạo tiên bảo cuối cùng cho đến nay chưa xuất hiện. Quần hùng nhìn quét bốn phía, tìm kiếm khắp nơi. Trong tầng hư không thứ 6, trừ bàn cổ thập nhị thiên luân ra, không có pháp bảo kinh thiên động địa nào. Ánh mắt mọi người quét tới quét lui, các đại giáo, tiên châu, hỗn độn thiên quốc. Trong tầng hư không thứ 7, từ tiên nhân đến cổ thần, mắt bắn ra tiên quang. Thần quang như cột, chiếu rọi tầng hư không thứ 6 xuyên suốt. Tại Huyền Châu, Giang Nam nhỏ giọng nói: "Chính là giảng đạo nhai." Trong tầng hư không thứ 7, biểu tình Thái Nhất Thiên Quân cũng trầm trọng khẽ kêu: "Là giảng đạo nhai." Các giáo chủ, các đại môn giáo lòng cũng rung động, cùng một lúc nghĩ đến khả năng đó. Ánh mắt mọi người cùng nhìn vào giảng đạo nhai. Trong tầng hư không thứ 6, trừ bàn cổ thập nhị thiên luân ra, có giảng đạo nhai. Giảng đạo nhai là nơi đến Phật Tôn truyền pháp, khai hóa chúng sinh, truyền lý niệm tu hành, mảnh đất truyền thừa lửa. Đây là vùng đất từ tầng hư không thứ 6 nối đến tầng hư không thứ 9, khi vùng đất nguyên thủy mở ra. Giảng đạo nhai có ý nghĩa siêu phàm, là vỡ lòng tiên đạo, khởi nguồn đạo thống tiên đạo. Tầng hư không thứ 6 không có pháp bảo gì, vậy chí bảo tiên đạo thứ 10 chỉ có giảng đạo nhai là khả năng lớn nhất. Bề ngoài giảng đạo nhai mộc mạc, chỉ có một ngọn núi trụ lủi. Nhìn từ xa, giảng đạo nhai như một cây cột, to thế nhưng không quá lớn, dùng để chống đỡ tầng hư không thứ 6 còn được, chống 9 tầng hư không tiên giới thì hơi miễn cưỡng. Chí bảo tiên đạo thứ 9, tiên đạo thập nhị luân đã được đúc xong. Tiếp theo, tầng hư không thứ 9 bắn ra tiên quang cuồn cuộn nhập vào giảng đạo nhai. Đất đá bay đầy, lớp đá bao phủ giảng đạo nhai, rơi xuống, lộ ra bộ mặt thật của nó. Một cây cột tròn xoe xuất hiện trong mắt mọi người. Xám xịt không bắt mắt, thế nhưng dưới màu xám, mơ hồ thấy trong cây cột có hoa văn huyền diệu, kỳ lạ di chuyển. Những thứ đó là hoa văn đại đạo, lạ ở chỗ, hướng chúng nó di chuyển kỳ lạ, chia 9 tầng. Tầng trên và tầng dưới vận chuyển hướng trái ngược nhau, như là hai bánh răng lăn hướng khác nhau. Cây cột như làm bằng 9 tầng bánh răng, không ngừng chuyển động, đại biểu 9 tầng hư không tiên giới. So với bản cổ thập nhị thiên luân cường đại thì cây cột giảng đạo nhai hơi bình thường, không bắt mắt như bản cổ thập nhị thiên luân, trông như một cái cọc sắt. Pháp bảo số 1 chí bảo tiên đạo, Đinh Thiên Nguyên Thung. Chí bảo tiên đạo thứ 10 có mấy phần uy lực đấy, có giống như chúng ta suy tính là đứng đầu 10 chí bảo hay không? Nhìn cảnh tượng này, dù là đạo quân chuyển thế cũng không kiềm được nghi ngờ. Theo lý thì pháp bảo càng cường đại, sau khi chín mùi thiên uy càng mạnh, khi bộc phát thiên uy sẽ từ từ nội liễm, thế nhưng uy thế vẫn khuếch tán, nhìn là biết ngay. Đinh Thiên Nguyên Thung thì mộc mạc, không phát ra chút uy lực nào, đứng đầu 10 chí bảo tiên đạo mà như thế thật khiến cho người ta thất vọng. Tại Huyền Châu, Giang Nam đứng lên nhìn quần hùng ở dưới tay. Giang Nam nói: "Hồng Nhi, Quân Nhi, Kế Đồ, La Hầu La, Bỉ Ngạn Nương Nương, các người hãy theo ta đi tầng hư không thứ 6 giành lấy chí bảo. Những người khác trấn thủ Huyền Châu,
tránh cho Huyền Châu trống rỗng bị người thừa dịp tấn công. Đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân khom lưng vâng dạ, mỗi người lấy chí bảo tiên đạo ra đứng sau lưng Giang Nam. La Hầu La cũng lấy hai thanh hỗn độn tiên kiếm, mắt lóe tia sáng nhìn lưng của Giang Nam. La Hầu La thầm nghĩ, ta cách Huyền Thiên rất gần, nếu khởi động song kiếm dựa vào uy lực chí bảo tiên đạo thì Huyền Thiên sẽ không né được, bị ta chém nát ngay. La Hầu La hăng hái muốn thử. Giang Nam ngoái đầu nhìn gã. Giang Nam mỉm cười hỏi, La Hầu La, ngươi từng gặp linh nữ mẫu thân ruột của ngươi chưa? La Hầu La giật mình, chán thoát ra mồ hôi lạnh. La Hầu La cười gượng, bây giờ ta là ma tổ tiên đạo, sớm thoát khỏi hỗn độn thiên quốc, dù là mẫu thân dưỡng dục cho ta cũng là kẻ thù, sao gặp nàng được? Giang Nam mỉm cười nói, đừng tuyệt tình như vậy. À phải rồi, lần trước ta định thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi suy nghĩ sao rồi? La Hầu La rối rắm, gã quá đa nghi. Giang Nam nói một câu làm sắt cưa trong lòng của gã bị các nghi ngờ thay thế, tim La Hầu La rất kế bịch. Tên này nhìn trúng mẫu thân của ta, định làm phụ thân của ta sao? Lúc này tầng hư không thứ 9 dáng tiên quang tối dần, mắt Giang Nam bắn ra tia sáng, quát lớn, mau dốc sức khởi động pháp bảo của các ngươi, đi thôi. Âm 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 âm, hư không quanh thân bọn họ sụp đổ. Giang Nam mang theo năm đạo tổ lao ra Huyền Châu, bước vào tầng hư không thứ 6. Đám người xuất hiện trước bàn cổ thập nhị thiên luân. Tầng hư không thứ 6 liên tục nổ tung, các thân hình to lớn siêu cường đại cũng xuất hiện. Chỉ tính tầng hư không thứ 7 đã có Thái Nhất Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Tiên Đế, Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử, 6 cường giả đẳng cấp thiên quân. Trong hỗn độn thiên quốc, linh nữ đã hành động, đại diễn cổ thần, La Ma cổ thần, Ma Kha Thiên Quân, Thiên Nguyên Thần Tổ, 5 hỗn độn thiên quân cũng xuất hiện. Thiên Nguyên Thần Tổ cầm hỗn độn thiên cung, Nguyên Trung bay lên sau lưng đại diễn cổ thần, linh nữ lấy 2 con chim màu đỏ ra, đằng đằng sát khí. Có hơn 10 giáo chủ, Thánh Ma Thiên Tôn, Thiên Hoang Đạo Quân, Vô Tà, Thần Mẫu Đạo Quân, Vạn Chú, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân, các đạo quân chuyển thế cùng xuất hiện trong tầng hư không thứ 6. Trong tầng hư không thứ 6 liên tục hiện ra dị tượng như đại thiên vũ trụ, muôn sông nghìn núi, ngân hà tinh vân ập vào mặt các tồn tại. Đám người vội ngăn cản, muôn vàn dị tượng đột nhiên thu về. Vạn Vật Đạo Tổ đứng trên đinh thiên nguyên thung, chiếm chí bảo tiên đạo trước. Vô Tà Đạo Quân giơ kim quang chấn đạo đỉnh lên. Biểu tình Vạn Vật Đạo Tổ thản nhiên nói, hôm nay sẽ đại khai sát giới, giết hết đạo quân chuyển thế, thiên quân bản xứ chắc sẽ rất thú vị đấy. Bên ngoài tầng hư không thứ 6, huyết vụ tuôn ra, tiếng gào rú quỷ khóc sói tru phát ra từ huyết vụ. Các con mắt xanh âm u cũng mở ra trong huyết vụ, có tiếng cười âm trầm từ huyết vụ. Ngon quá, ăn hết bọn họ chắc sẽ rất no bụng đấy. Hiện giờ quần hùng đã đứng đầy trong tầng hư không thứ 6. Người xuất hiện tại đây đều là thiên quân hoặc từng chứng đạo thiên quân, cuộc chiến không thể tránh khỏi. Lúc này dị tượng cũng thay đổi, đinh thiên nguyên thung nhanh chóng chứng to lên, biến co dài to ra, chân cột vang tiếng nổ đứt tai, đâm thủng tầng hư không thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2 rồi thứ nhất, rộng xuống trung tâm tiên giới trung ương Bát Châu, tiên giới rung lắc bần bật. Đinh Thiên Nguyên Thung vươn lên cao, xuyên qua tầng hư không thứ 7, thứ 8, chạy thẳng đến tầng hư không thứ 9. Tim của Vạn Vật Đạo Tổ đập nhanh, không dám đứng trên đỉnh núi nữa, vội bay ra. Đinh Thiên Nguyên Thung đâm thủng tầng hư không thứ 9, tiếng va chạm trầm đục vang lên, đã chạm tới đỉnh tầng hư không thứ 9. Âm 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 âm. Các tầng hư không tiên giới chấn động dữ dội, các tiên châu tiên giới lắc lư kịch liệt. Quần hùng trong tầng hư không thứ 6 nhìn trên trời dưới đất, nỗi lòng rung động. Tiên giới đang sinh trưởng bị Đinh Thiên Nguyên Thung chống đỡ khuếch trương ra ngoài. Không chỉ tay chùm tiên giới nhìn thấy tiên giới khuếch trương, các sinh linh, tiên nhân cũng cảm nhận được biến đổi kinh người này. Trời tiên giới liên tục cao lên, ngôi sao cách các tiên châu càng ngày càng xa. Các loại tiên khí, linh khí
tràn ngập hư không tiên giới, trở nên mỏng manh hơn. Không chỉ thế, các tiên châu trứng to, các dãy núi nhô lên, bỗng tăng thêm nhiều lãnh địa. Đây chính là uy lực của Đinh Thiên Nguyên Thung. Trướng 9 tầng hư không khuếch trưng ra ngoài, tiên giới cũng trưởng thành theo. Giữa hư không, vô số tiên đạo hiển hiện, tràn ngập khuếch tán, gia cố không gian tiên giới. Vô nhân cấm khu cũng bị lan đến. Lần đầu tiên, vô nhân cấm khu bị tiên giới, tiên đạo đè ép, không gian co rút lại, bao phủ phạm vi dần rút nhỏ. Các đạo quân tiền sử chuyển thế tiên giới cũng phải nhíu mày. Tiên giới đè ép không gian vô nhân cấm khu, đạo quân tiền sử ký thác đạo quả trong cấm khu không còn được an toàn nữa. Có thể thấy, đại đạo tiền sử trong vô nhân cấm khu va chạm với tiên đạo tiên giới, liên tục tan vỡ rồi biến mất. Rất nhanh, các cấm khu bị đè ép, trong đó đại đạo bị chấn áp, luyện hóa. Đối diện với tình huống này, bọn họ đành bó tay. Trong chí bảo tiên đạo, Đinh Thiên Nguyên Thung có uy lực mạnh nhất. Thánh Ma Thiên Tôn, Huyết Tổ hay đạo quân chuyển thế khác không thể đối kháng với Đinh Thiên Nguyên Thung. Trơ mắt nhìn pháp bảo này khuếch trương lĩnh vực tiên giới, đến vô nhân cấm khu, xâm chiếm cấm khu. Đột nhiên sâu trong vô nhân cấm khu, trong các cấm khu cổ xưa, đạo uy khủng bố và bá đạo ngút trời. Các tồn tại xa xưa đứng trên bầu trời cấm khu, đạo uy đối kháng với Đinh Thiên Nguyên Thung. Rung động kinh thiên động địa truyền đến, các đạo quân tiền sử đã chết lấy ra pháp bảo, thân thể mạnh nhất của mình kiên quyết bảo vệ cấm khu, không cho tiên giới khuếch trương nữa. Những phần tử cổ xưa ngoan cố, lúc còn sống mạnh hơn đám đạo quân chuyển thế đến tiên giới, tích lũy kinh người, qua các kỷ nguyên lắng động lại càng lợi hại. Tuy bọn họ đã chết, thế nhưng để lại bè bố trong cấm khu gần bằng uy nhiếp đạo quân thật sự va chạm với Đinh Thiên Nguyên Thung. Tiên giới chấn động, giải sao rung rinh, ngân hà tan vỡ. Các ngôi sao trên bầu trời tiên giới rơi xuống như mưa sao băng, đập vào các tiên châu như tận thế đến. Hai bên va chạm ngắn ngủi, Đinh Thiên Nguyên Thung tạo ra làn sóng khuếch trương tiên giới cũng ngừng lại. Pháp bảo này dần thu nhỏ lại, trở về tầng hư không thứ 6. Không lâu sau, Đinh Thiên Nguyên Thung rút về kích cỡ ban đầu, vẫn đang nhỏ lại. Mấy giây sau, Đinh Thiên Nguyên Thung thu nhỏ thành cây cột dài ngàn vạn dặm. Đinh Thiên Nguyên Thung vẫn rút nhỏ, cuộc chiến đã bùng nổ. Vạn vật đạo tổ ra tay trước. Vạn vật đạo tổ giơ kim quang chấn đạo đỉnh lên, đầu chụp xuống cây cột. Hư không sau lưng vạn vật đạo tổ tách ra, một cây chiến kích đâm mạnh vào đầu gã, chính là Thánh Ma Thiên Tôn đã ra tay. Cùng lúc đó, thần mẫu đạo quân lấy chân thân kiếp trước của mình ra. Vô số xúc tu bay múa, cuốn hướng Đinh Thiên Nguyên Thung, một nửa xúc tu công kích vạn vật đạo tổ. Tám tiên quân xuất hiện bên cạnh thần mẫu đạo quân, cùng hợp sức để ly địa chấn đạo đỉnh đánh vào bên cạnh Đinh Thiên Nguyên Thung. Nơi ly địa chấn đạo đỉnh oanh kích, Thái Nhất Thiên Quân xuất hiện. Thiên quân này lấy đế tôn ấn ra, đập vào vạn vật đạo tổ, cũng chộp Đinh Thiên Nguyên Thung. Ly địa chấn đạo đỉnh lao tới, tiên quang lấp lánh trên đầu Thái Nhất Thiên Quân. Hai đạo quân hiện ra, cầm nguyên đỉnh, nguyên tháp mô phỏng đối kháng với ly địa chấn đạo đỉnh. Đại diễn cổ thần giơ cao nguyên trung chụp xuống Đinh Thiên Nguyên Trung, hắn quát lớn: "Thiên Nguyên, dương cung giết người!" Thiên Nguyên thần tổ lấy hỗn độn thiên cung từ trên lưng xuống, đạo uy bất diệt bộc phát từ thân cung. Thiên Nguyên thần tổ dương cung bắn hướng vạn vật đạo tổ. Vạn vật đạo tổ là tồn tại cường đại nhất trong số mọi người, cách Đinh Thiên Nguyên Thung cũng gần nhất, nên khi đám người ra tay thì mục tiêu tấn công đầu tiên chính là gã. Cùng lúc đó, linh nữ lấy hai con chim màu đỏ ra, vang lên tiếng nổ điếc tai, cây cầu bắc trên Đinh Thiên Nguyên Thung. Ma Kha Thiên Quân, Lama cổ thần và linh nữ đứng ở đầu cầu, đánh ra thần thông hỗn độn công kích vạn vật đạo tổ. Hai con chim màu đỏ bỗng chìm xuống, một con rùa già, một con rắn to quấn mai rùa xuất hiện trên cây cầu. Ngọc Kinh Thiên Quân lấy thanh liên chấn đạo đỉnh ra, Càn Nguyên Tiên Đế hô hồng bông kim phiên, Huyền Đô Thiên Quân vận chuyển huyền u chấn đạo đỉnh. Đám người Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân cũng lao lên. Vạn Chú đạo quân điều khiển chú đạo thiên đàn xông đến, quay quanh Đinh Thiên Nguyên Trung. Cuộc chiến tranh giành, long tranh hổ đấu. Mười chí bảo tiên đạo, Đinh Thiên Nguyên Thung đứng đầu, ai cũng muốn chiếm chí bảo tiên đạo chí cao vô thượng này, nắm giữ khí vận của tiên giới. Vạn vật đạo tổ cách Đinh Thiên Nguyên Thung gần nhất,
bàn tay đầu tiên đụng vào chí bảo tiên đạo. Lúc này Đinh Thiên Nguyên Thung thu nhỏ cỡ 300-500 dặm, bị vạn vật đạo tổ chộp vào trong tay. Ngay sau đó, chiến kích của Thánh Ma Thiên Tôn bị Đinh Thiên Nguyên Thung quét gãy. Thánh Ma Thiên Tôn hộc máu lăn lông lốc té vào hư không. Vạn vật đạo tổ hô Đinh Thiên Nguyên Thung quét 4 phương 8 hướng. Các xúc tu của Thần Mẫu Đạo Quân bị đánh cho vặn vẹo, lực lượng kinh khủng đập Thần Mẫu Đạo Quân vào tầng hư không thứ 7. Một tiếng nổ vang lên điếc tai, Thần Mẫu Đạo Quân bay tới hư không thứ 8, đập mạnh vào tầng hư không thứ 9. Đinh Thiên Nguyên Thung quét qua 2 con chim màu đỏ, cây cổ to lên xuống, Linh Nữ, Ma Kha Thiên Quân, La Ma Cổ Thần, 2 đạo quân chuyển thế là Vô Tà, Thiên Hoang Đạo Quân cũng bị quét bay. Thiên Nguyên Thần Tổ bắn ra Hỗn Độn Thiên Cung, Vạn Vật Đạo Tổ giơ Đinh Thiên Nguyên Thung đỡ bị chấn lùi một bước, Nguyên Trung đập xuống, đạo quân chuyển thế này, Vạn Vật Đạo Tổ biến sắc mặt, vội ném Đinh Thiên Nguyên Thung ra, thụt lùi lại. Đại Diễn Cổ Thần mừng rỡ, Nguyên Trung bay ra sau đầu, vươn tay chộp Đinh Thiên Nguyên Thung, pháp bảo thu nhỏ cỡ 1000 trượng. Đại Diễn Cổ Thần mới cầm cây gậy dài, bỗng biến sắc mặt, Ngọc Kinh Thiên Quân lấy Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh ra, công kích Đại Diễn Cổ Thần. Gã vội hô Đinh Thiên Nguyên Thung quét qua Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh. Đinh một tiếng vang điếc tai, Ngọc Kinh Thiên Quân hộc máu, người và Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh bị đánh ra tầng hư không thứ 6, biến thành luồng sáng. Thiên quân này đụng vỡ vách tường tiên giới, bay vào hỗn độn. Càn Nguyên Tiên Đế ngồi trong đế xa, hô Hồng Mông Kim Phiên lên. Hồng Mông Tiên Đạo như suối mà trút xuống Đại Diễn Cổ Thần. Đại Diễn Cổ Thần hô Đinh Thiên Nguyên Thung lên đập xuống. Càn Nguyên Tiên Đế biến sắc mặt, đế xa bị đụng mạnh, người và xe cùng Hồng Mông Kim Phiên bị hất bay. Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử vội lao qua cứu, tay chộp đế xa. Càn Nguyên Tiên Đế cao giọng quát lên, đừng đụng vào. Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử đã bắt lấy đế xa, hai đạo quân chuyển thế khẽ rên, bị đế xa kéo theo đập mạnh vào Vô Nhân Cấm Khu. Mặt đất Vô Nhân Cấm Khu rung lên bần bật. Đế Tôn Ấn đánh tới, Đại Diễn Cổ Thần biến sắc mặt, muốn giơ Đinh Thiên Nguyên Thung lên, thế nhưng cơ của hai tay run rẩy. Đại Diễn Cổ Thần vội ném Đinh Thiên Nguyên Thung qua một bên, dốc hết pháp lực thúc giục Nguyên Trung đỡ công kích này. Keng! Đế Tôn Ấn đập vào Nguyên Trung, Đại Diễn Cổ Thần và chuông cùng bị đánh bay. Thái Nhất Thiên Quân thành công, ngạc nhiên thầm nghĩ, tại sao pháp lực của Đại Diễn yếu như vậy được? Thái Nhất Thiên Quân không kịp nghĩ nhiều, tay cầm Đinh Thiên Nguyên Thung. Thái Nhất Thiên Quân biến sắc mặt, quát khẽ, hai tay ôm Đinh Thiên Nguyên Thung. Lúc này, hơn 10 đạo quân chuyển thế là Lê Hoa Thánh Mẫu, Huyền Đô Thiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân cũng giết tới. Thái Nhất Thiên Quân hô Đinh Thiên Nguyên Trung quét tới. Huyền Đô Thiên Quân hộc máu, đám người Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Thiên Quân cũng run bần bật. Nhóm đạo quân chuyển thế là Lê Hoa Thánh Mẫu cũng bị quét bay. Vạn Chú Đạo Quân đứng trên Chú Đạo Thiên Đàn bay tới sau lưng Thái Nhất Thiên Quân, gã hừ mạnh ném Đinh Thiên Nguyên Thung đi. Vạn Chú Đạo Quân vừa mừng vừa sợ, vội vàng ôm Đinh Thiên Nguyên Thung. Vạn Chú Đạo Quân cười to nói, Giang Thái Sư, người nói ta không có cơ duyên, cơ duyên của ta chẳng phải đã đến rồi hay sao? Đứng đầu 10 chí bảo tiên đạo đã rơi vào tay ta. Sao này nặng như vậy? Sắc mặt của Vạn Chú Đạo Quân thay đổi, hắn còn cười chưa dứt câu, lảo đảo ôm Đinh Thiên Nguyên Thung. Càn Nguyên Tiên Đế điều khiển đế xa rách dưới, cùng Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử lao ra. Đám người Linh Nữ tập kết lại chạy tới. Thần Mẫu Đạo Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân cùng nhau lao đến. Thánh Ma Thiên Tôn cầm quạt ba tiêu hùng hổ xông lên. Vạn Chú Đạo Quân không chút nghĩ ngợi ném Đinh Thiên Nguyên Thung đi, mình thì bỏ chạy. Lão tử không có duyên phận này, nhường cho các ngươi vậy. Vạn Chú Đạo Quân chủ động vứt bỏ Đinh Thiên Nguyên Thung, làm cho người ta phải ngạc nhiên. Càn Nguyên Tiên Đế tiến lên trước, đang định cầm Đinh Thiên Nguyên Thung, chợt ánh sáng vàng rực rỡ là Khổ Hạnh Thiên Tôn từ bên cạnh lao tới, cầm Tiên Thiên Khổ Trúc chỉ một cái. Càn Nguyên Tiên Đế biến sắc mặt, giơ cao Đinh Thiên Nguyên Thung lên quét qua, đụng độ với Tiên Thiên Pháp Bảo, Tiên Thiên Khổ Trúc. Tiếng vang nổ điếc tai, Tiên Thiên Khổ Trúc tỏa sáng rực rỡ, đạo uy bất diệt ngút trời. Tiếng tụng kinh vang vẳng, Tiên Thiên Khổ Trúc
không địch nổi Đinh Thiên Nguyên Thung bị đụng cong. Khổ Hạnh Thiên Tôn kinh ngạc nói: "Không uống là đứng đầu 10 chí bảo tiên đạo, uy lực ngang ngửa với tiên thiên pháp bảo. Tiếc rằng tiên thiên khổ trúc của ta độ qua mấy đợt tịch diệt kiếp, không ở trạng thái đỉnh cao nhất kia." Khổ Hạnh Thiên Tôn cao giọng quát lên: "Hậu Tôn sư đệ, hãy giúp ta một tay nào." Hậu Tôn Đạo Quân đột nhiên nhảy lên tiên thiên khổ trúc, chân đạp cây gậy lao lên, chàng khuyết treo trên tiên thiên khổ trúc phát ra đạo uy bất diệt, cùng nhau đối kháng với Đinh Thiên Nguyên Thung. Mặt Càn Nguyên Tiên Đế đỏ rực, Từ Hạn Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử vỗ trưởng vào lưng gã, pháp lực cuồng bạo tuôn vào người gã. Có hai cường giả trợ trận cho Càn Nguyên Tiên Đế, Khổ Hạnh Thiên Tôn và Hậu Tôn Đạo Quân biến sắc mặt, vội vàng rút lui. Hai tay Càn Nguyên Tiên Đế run run nhìn quần hùng lao tới, thở dài ném Đinh Thiên Nguyên Thung đi. Càn Nguyên Tiên Đế điều khiển đế xa chở Từ Hạn Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử rút lui. "Chúng ta không lấy Đinh Thiên Nguyên Thung được."